Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1371 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua fanpage My Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị chị này nhà ở sài gòn chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện ở ba tập trước thi đã kể qua ba chuyện rồi ở tập ngày hôm nay thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện cuối cùng mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta chuyện này á là do một vị sư cô quen biết với chị kể lại và chuyện này là kể về cuộc đời của vị sư cô này vị sư cô này tên là lệ mình sẽ gọi là cô lệ các bạn ha cô lệ năm nay đã qua đời rồi các bạn và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy mươi năm về trước Cô Lệ kể rằng quê của cô là Đồng Tháp, hồi có lúc mà cô còn nhỏ thì gia đình của cô rất là khó khăn Cho nên bản thân của cô Lệ phải đi làm rất là nhiều công việc để mà kiếm tiền phụ giúp gia đình của mình Thì trong cái thời gian mà đi làm đó cô có học được một chút ít tiếng Hoa các bạn cho tới năm mà cô Lệ cỡ 18-19 tuổi, cô có gặp gỡ một người đàn ông. Sau đó hai người mới tìm hiểu nhau rồi quyết định tiến tới hôn nhân với nhau hai vợ chồng cô rất là thương yêu nhau nhưng mà ngặt nổi gia cảnh nhà cô rất là nghèo cho nên hai vợ chồng cô phải cố gắng làm việc rất là nhiều nhưng mà vẫn không có khá nổi sau đó nữa cô mới mang thai và sanh ra một bé gái đặt tên là thánh cho tới năm bé Thấm 12 tuổi thì năm đó cô Lệ cũng đã 30-31 tuổi rồi. Thì lúc này á, gia cảnh nhà cô cũng vậy á, nghèo vẫn hoàn nghèo, mặc dầu hai vợ chồng cô đã cố gắng cật lực làm việc rất nhiều luôn, nhưng mà vẫn không có khá nổi các bạn lúc này cô lệ suy nghĩ cô lại buồn lắm cô nghĩ rằng á tại sao vợ chồng á thì thương yêu nhau vợ chồng đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà cứ có chuyện này chuyện kia ập tới thành ra phải chi tiền rồi á là không có để giành được gì cả gia đình khó khăn vô cùng luôn cô nghĩ mà cô chán các bạn rồi cô gặp những cái người bạn của cô á cứ mỗi lần mà gặp á thì mấy người này hay cảm thán giùm cô lắm họ nói rằng á chợ lệ ơi tụi tao thấy mày tụi tao thấy hoàn cảnh gia đình mày á sao mà tụi tao quải tụi tao rầu quá đi trong khi á mày á thì đẹp mày giỏi nữa tại sao hồi đó mày chịu chi cái thằng bất tài vô dụng đàn ông gì mà tệ đến nỗi không lo được cho vợ con mình một bữa ăn đàng hoàng mà phải chạy ăn từng bữa như vậy hả lệ trong khi á mày ngon thấy mồ luôn tại sao hồi đó mày chịu thằng này làm gì mày có thể kiếm được cái người hơn cái thằng này có thể lo lắng được cho mày cuộc đời của mày á là sẽ khởi sắc hơn bây giờ á mày ở chung với thằng này á tụi tao thấy mày cứ vậy hoài rồi sau này sao hả lại? không mấy giờ á mày bỏ nó đi thì mấy người bạn này cứ nói hoài cứ nói hoài khiến cho cô lệ lại càng suy nghĩ lại càng chán hơn các bạn nhưng mà lúc đó tuy rằng cô chán mà cô nghĩ trong bụng thôi chứ cô không có nói ra với chồng của cô tuy nhiên lâu lâu cô cũng hạnh hoẹ chồng cô các bạn thì cho tới một thời gian sau cái ngày hôm đó cô đi mần mướn cho người ta trong cái lúc mà ngồi nghỉ trưa thì vô tình cô có gặp một người đàn bà cái bà này tên là hoa qua nói chuyện thì cô biết cái bà này từ sài gòn về bà nói rằng bà về đây để mà tìm cái người nào để mà bà làm mai tại vì bà có biết một người đàn ông ông này cũng tầm khoảng chừng bốn mấy năm mươi tuổi rồi ông này là người trung quốc nhẹ bên trung quốc luôn mà do là ổng không có vợ gia cảnh nhà ổng thì giàu có lắm bây giờ ổng muốn cưới vợ việt nam bây giờ bà qua về đây á để mà kiếm cái cô nào thứ nhất là có thể trẻ thứ hai là có thể là gái lỡ thì thứ ba cũng có thể là gái mà đã có chồng có con mà ly dị chồng nếu mà có con á thì ông này sẵn sàng rước hai mẹ con qua để lo lắng chỉ cần chấp nhận cưới ổng thôi á thì ổng sẽ cho một căn nhà với một khoản tiền lớn thì khi mà nghe cái bà qua này nói vậy á cô lệ nó rằng không hiểu sao nha Trong khi lúc đó lần đầu tiên gặp bà Hoa Lần đầu tiên nói chuyện với bà Nhưng mà bà nói gì Cô đều tin răm rắp cái đó Bà nói cái gì á Giống như là rót mật vào tai cô á Cô nghe cô tin hết luôn các bạn thì lúc đó cô cũng buồn rầu, cô mới kể lại cuộc đời của cô. Cô nói rằng nhà em nghèo lắm, em lấy chồng cũng mười mấy năm rồi, năm nay em cũng 31 tuổi rồi, con gái em là 12 tuổi. Mà bây giờ á, nhà em nghèo quá em cũng chán nghe chị nói vậy em ham quá Thì cái bà qua này á, bà mới nói cô Lệ rằng á Em, bây giờ em suy nghĩ đi Em có con đúng không? Cái ông này á, ổng nói rằng á Thí dụ như nếu mà có con á Cũng là rước con qua bển để mà lo luôn Không bây giờ em suy nghĩ đi Em bỏ chồng em đi Rồi chị dẫn em qua bển chị làm mai em cho ổng trời ơi em chịu ổng đi ổng cho căn nhà với lại một số tiền luôn nhưng mà với điều kiện là phải đám cưới bên bển rồi sau đó ổng sẽ cho tiền để mua nhà bên đây em sẽ lo cho ba má em rồi ngoài ra còn có thêm một khoản tiền để ba má gia đình em dưỡng già nữa em bỏ chồng em đi nghe lời chị đi bây giờ em về em suy nghĩ nếu mà em đồng ý á thì hai tuần sau hai chị em mình sẽ gặp nhau tại đây rồi chị sẽ dẫn em lên Sài Gòn để dạy tiếng cho em, dạy tiếng Hoa các bạn. Thì lúc đó cô Lệ mới nói rằng chị chị em có biết tiếng Hoa. Tuy rằng biết cũng không rành nhưng mà em cũng có thể nghe và hiểu được cái gì người ta nói. Rồi sau đó em cũng sẽ học thêm biết rành hơn vậy đó ha. Thì lúc này bà Hoa bà cười với nói trời vậy thì tốt quá, vậy thì rút ngắn thời gian lắm. Bây giờ em suy nghĩ đi, được thì hai tuần sau chị em mình gặp nhau thì lúc đó cô cô lệ mới về mới suy nghĩ nha các bạn cô suy nghĩ cũng hai ba ngày cô cũng đem chuyện này nói cho gia đình cho ba mẹ với lại mấy anh chị em của mình nghe rồi cũng kể cho những người bạn của cô nghe thì mấy cái bà bạn sau khi mà nghe xong ủng hộ kêu rằng đó là chỗ mày ưng đi ưng đi để đổi đời mẹ ơi chứ bây giờ mày sống với thằng chồng mày á biết khi nào mới khá nổi mày ưng đi để đổi đời nhưng mà gia đình cha mẹ anh chị em của cô thì lại can ngăn rất là nhiều ba mẹ cô nói rằng thôi con ơi bây giờ con ở đây nghèo thì nghèo có rau rau có cháo ăn cháo nhưng mà mình sống ở quê cha đất mẹ sống gần gia đình bây giờ nếu mà con đi qua bển con ở xứ lạ quê người mình đâu có biết thật sự cuộc sống bên bển ra làm sao đâu mình chỉ nghe người ta nói cái miệng người ta mình đâu có chứng kiến đâu mà mình biết là cái sự thiệt làm sao hả con thì cô lẽ nói trời ơi cái chị qua đó chị tốt lắm chị tốt lắm ba má ơi chị nói là nói thiệt đó con tin chị bây giờ con muốn đổi đời lắm ba má đừng cản con nhưng mà ba má của cô lệ á cứ cản hoài mấy anh chị em của cô lệ cứ nói hoài luôn thôi em ơi thôi đừng có hả nghe lời người ta đi qua bển cuộc sống sao mình đâu có biết ở bên đây vậy mà chắc ăn nhưng mà cô lệ không nghe lời các bạn thì sau đó chồng của cô lệ cũng biết cho nên chồng của cô lệ đã khóc lóc rồi quỳ gói năn nỉ cô rất là nhiều nói rằng em ơi em suy nghĩ lại đi em đừng có bỏ anh mà em đừng có bỏ anh mà dù sao hai vợ chồng mình á thương yêu nhau lắm có đứa con bây giờ em bỏ anh đi vậy á rồi anh với con biết sống làm sao thì cô lệ nói không tôi không bỏ con tôi tôi bỏ anh thôi chứ tôi không bỏ con tôi đi đâu là tôi đem theo con đi chứ không có để cho anh hả ở đây rồi cuộc sống của nó khó khăn lắm thôi anh đừng có hả cản ngăn tôi làm gì nhưng mà chồng của cô lệ cứ năn nỉ hoài em ơi anh hứa với em mà anh hứa là sẽ cố gắng làm việc nhiều lần hơn nữa để mà lo cho mẹ con em có cuộc sống sung túc mà em ơi đừng bỏ anh nhưng mà lúc đó cô lệ giống như là mụ mị á các bạn nghiệp dẫn mà cho nên lúc này cô lệ mụ mị rồi không có nghe ai nói nữa mà chỉ thẳng vô mặt người chồng nói rằng mày đừng có cản tao mày đừng có cản tao tao ở với mày mười mấy năm rồi mà tới giờ á nghe hoài nghe hoài tao chịu hết nổi rồi tao không nói ra thôi nhưng mà bây giờ tao chịu hết nổi tao sống không nổi với mày nữa mày đừng có cản tao mày cản tao á là hả tao hả cũng phải đi thôi à tao có nghe ai đâu mày đừng có cản tao nữa mà cái chú này cứ cản hoài cản hoài cho nên cô lại nhào lại đánh chồng mình các bạn giả vô mặt chồng mình bóp bóp luôn nói rằng mày đừng có cản tao chồng của tao bên bển giỏi giang có tiền giàu có lắm sẽ lo được cho mẹ con tao mà chứ đâu phải như mày hả đến nỗi bữa cơm từng ngày phải chạy Mày cũng không có lo nổi cho vợ hả là cuộc sống gia đình của mình từ nào giờ Bây giờ mày đừng nói gì hết Mày á im đi Để sau này á tao qua bển Có gì tao gửi tiền về cho mày Tao bố thí cho mày một số tiền Cô nói vậy với chồng mình các bạn Thì sau đó Tới cái ngày hẹn á Cô mới dẫn bé Thánh đi ra gặp cái bà Hoa này ha Xong rồi á Bà ấy mới đưa cô Lệ qua bên Trung Quốc Nói chung bà này có đường dây nha các bạn, đi là dược biên trái phép nha. Khi qua bên đó là có người đón, xong rồi cô lễ nói rằng nha, lên xe mà xe cứ chạy hoài, chạy hoài, chạy mấy ngày trời. Rồi bắt đầu cứ chạy mà, càng chạy thì càng hoang vắng. Khi mà vô tới cái làng đó, cô thấy rằng là hoang vắng lắm. Cô mới hỏi bà qua này rằng, Ủa chị ơi, sao mà chỗ này hoang vắng quá vậy chị? em tưởng rằng là bên đây giàu có sung túc lắm sao mà chỗ này hoang vắng còn tại hương quên nữa thì lúc này bà hoa mới nói rằng chợ em yên tâm đi nghe lời chị đi chỗ này tuy rằng á, vắng người thiệt vắng nhà thiệt nhưng mà nhà ông này giàu lắm em nhà ông này á gọi là giàu nhất cái vùng này luôn chút xíu nữa tới em biết thì sau đó ha bắt đầu xe mới đưa vô tới một cái chỗ đó rồi bà Hoa này mới kêu mẹ con cô Lệ xuống xe đi Thì khi mà xuống xe bà dẫn vô một khúc nữa nha Khi mà dẫn vô bắt đầu tới một cái ngôi nhà đó Nhìn ở ngoài có vẻ sập sệ lắm các bạn Thì bà mới kêu rằng là bây giờ hai mẹ con đứng đây nha Để chị chạy qua nhà của ông đó Chị báo cho ông đó biết Rồi chị còn đi công chuyện nữa Chị có công chuyện rồi có gì á em đám cưới với đi Xong rồi dài bữa sau chị quay lại đây rồi em có muốn gửi gì về cho nhà em á Thì chị nhận đem về dùm cho em Em yên tâm đi Xong rỗng rồi bả mới rời đi Thì lúc mà bà rời đi cô Lệ nói rằng Khi mà cô Lệ đứng đó nha Cô Lệ nhìn theo cái bóng lưng bà này đi Mà cô còn suy nghĩ cô biết ơn bà Cô đâu biết là bà lừa bán cô đâu Cô còn biết ơn bà cô nghĩ rằng trời ơi cuộc sống của mình sau này mà sung sướng á Mình không bao giờ quên ơn của cái bà cái bà này không bao giờ quên ơn chỉ có gặp lại hả mình sẽ cho chỉ một số tiền vậy đó ha cứ đứng đợi hoài đợi hoài cái hồi sau có một người đàn ông bước từ trong cái ngôi nhà sập xệ đó ra các bạn thì cái ông này bước ra mà cô lễ nói rằng nhìn bự con mà gương mặt đó, ác xấu xí lắm kìa tên là lý a à lý thì ông bước ra ông nói vậy nè mà ông nói tiếng hoa nha ông nói rằng á là sao còn đứng đó sống vô nhà đi, đứng đó làm cái gì? Vô nhà đi, chuẩn bị tắm rửa, phục vụ hai cha con tao. Thì khi mà nghe ông nói vậy, tuy rằng cô không có rành tiếng hoa lắm, cô biết, cô vẫn có thể nghe được, cô vẫn nghe được câu được câu mất. Thì cô mới suy nghĩ rằng nó là trời, anh nói gì vậy? Tôi đứng đây, tôi đợi chồng tôi ra rước. Anh nói gì vậy? Chút xíu chồng tôi ra rước tôi à? Thì lúc đó ông nào mới nói, nó gần từng kiểu nói. Chồng gì mày chồng Tao chồng mày đây nè Tao chồng mày đây nè Đi vô nhà đi Nhà ở đây nè Tao còn lạ gì Cái đám con gái Việt Nam của mày nữa Ham tiền lắm Cứ nghĩ qua đây ngồi mát ăn bắt vàng đúng không Không có đâu Vô tay tao là biết nha con Con A Hoa Nó bán hai mẹ con mày cho cha con tao rồi Cha con tao hùng tiền lại Để mà mua mày về Để phục vụ cho hai cha con tao đó Bây giờ mày vô đi, mày vô mày tắm rửa rồi chuẩn bị phục vụ cho cha tao trước rồi tới tao. Trời ơi khi mà nghe tới đó, cô giống như là sụp đổ các bạn, không biết chuyện gì, không chịu vô nha. Bắt đầu thằng A Lý này á nó chạy ra, nó kéo, nó kéo nó kéo nó kéo. Cô thì dằn dằn dặn lại không chịu vô, bé thánh thì nó khóc quá trời luôn. Xong sau đó đó ha, nó mới chạy vô nhà, lấy cây chổi á các bạn nó đánh cô bằng cái cán chổi mà cô nói rằng nha nó lôi cô nó lôi hả hai mẹ con cô vô nó đánh mà giặt nát cái cán chổi luôn cô đau đớn vô cùng luôn khóc quá trời khóc xin nó tha đòi về nó đâu có chịu đâu nó cứ gằn gằn nó mày vô mày vô tao đánh mày chết thì một hồi sau á là có cái bà sẩm bà sẩm này á, là mẹ của thằng a lý này nhà kế bên nha các bạn bà mới chạy qua thì lúc đó bà cũng đỡ cô dậy Bà nói rằng là cô nghe lời nó đi Cô nghe lời nó đi Tôi là A Sảnh Tôi là mẹ của thằng A Lý này nè Trời ơi thằng này nó hút thuốc phiện Cho nên đầu óc của nó là Không có được bình thường Cô nghe lời nó đi Nó nói cái gì cô nghe đi Không mấy nó đánh cô chết tôi là mẹ nó nè Mà tôi còn bị nó đánh Nhà tôi kế bên á Thôi bây giờ cô thuộc về nơi đây rồi Cô ráng cô ở đây đi Có gì cô cứ chạy qua tôi Nhà tôi kế bên đó Thì sau đó cô khóc quá giờ khóc cô đâu có chịu Đâu có chấp nhận sự thật đâu các bạn Nhưng mà thằng A Lý nó cứ he Nó đòi đánh cô Thì lúc đó bà A Sảnh này bà can ra Bà nói thôi mày đừng có đánh nó nữa Đừng đánh nó nữa Bây giờ nó cũng qua tới đây rồi Mày đánh nó làm gì Xong rồi thằng A Lý mới kêu rằng Bà về bỏn đi Bà dẫn con bé lần bé Thánh đó Dẫn nó về bỏn đi bà nuôi nó đi để con này bên đây Phục vụ cho hai cha con tôi Là chồng của bà Sẩm đó các bạn Bà chồng bà Sẩm này cũng lớn tuổi lắm rồi Nhưng mà vẫn ham hố nha Thì lúc này á nó mới lôi cô vô nhà Lúc đó là coi như sự đã rồi Cho nên cô giống như là chấp nhận Các bạn cô cũng vô tắm rửa Xong rồi ra là phải phục vụ tình dục cho ba thằng A Lý trước Rồi mới tới nó thì từ đó về sau Trong vòng mấy năm trời Cô nói rằng cô sống ở đó giống như trâu Như ngựa vậy đó Không biết đường nha các bạn Không biết đường ra khỏi đó mà Cái chỗ đó là cái làng quen vắng lắm Xa xa mới có cái nhà Xa xa mới có cái nhà Chợ mà Thí dụ như nếu mà muốn đi chợ Là phải đi tiếng mấy đồng hồ mới tới chợ á Thì cô kể rằng cuộc sống của cô như địa ngục nha Mỗi ngày cô phải thức lúc 4 giờ sáng để mà nấu cơm cho hai cha con thằng A Lý ăn. Rồi á ha, nấu cơm xong rồi cô phải đi làm. Cô làm ha, nó không cho cô nghỉ nha các bạn. Rồi ha, nhiều khi ở trong làng á có đàn ông mà nhìn cô thích vừa mắt á. Nó còn bắt cô đi phục vụ tình dục cho mấy người đó. Rồi nó lấy tiền các bạn. Cô phải chịu đựng mà. Mặc dù nghe lời nó vậy, nhưng mà hàng ngày cô vẫn bị nó đánh đập. Cuộc sống cô như địa ngục, cô phải ráng chịu đựng là tại vì nhìn con bé Thắm, tại vì sợ thằng Á Lý này hại bé Thắm, cho nên cô phải ráng, cô chịu đựng để mà chờ ngày trốn về Việt Nam. Thì cô kể rằng nha, coi như là cô sống khổ ơi là khổ thì có một lần đó, thằng Á Lý này nó bắt được một cái con thỏ cũng lớn lắm. Nó mới về nó kêu cô á là làm thịt thỏ để cho cha con nó nhậu. Thì khi mà cô làm, cô rất là thèm tại vì Tại vì ở với nó bị nó đánh đập đâu có được ăn ngon đâu có được ăn no đâu rồi bà sẩm tuy rằng bà tốt nhưng mà bà sẩm cũng khó khăn dữ lắm nuôi bé thắm rồi nhiều khi bé thắm nó thiếu ăn á các bạn nó thèm thịt thì hôm đó cô thấy thịt thỏ cô mới giếm lại ba cục nguyên con thỏ mà cô cắt mấy cục lớn lớn biết làm món gì thì cô mới giếm lại ba cục ha xong rồi cái lúc mà dọn lên á thì thằng a lý này nó mới nhìn vô cái dĩa thịt thỏ nó mới nói với cô rằng á là mới nãy cái lúc mà mày nấu á là tao thấy 18 cục tao đếm 18 cục tổng cộng mà sao bây giờ mày dọn lên có 15 cục à ba cục đâu ba cục thịt thỏ đâu mày đem ra đây mày giếm mày làm cái gì thì cô đâu có dám nói là cô để cho con cô ăn mà cô chỉ nói rằng á là tại vì tôi thèm thịt tôi đói tôi thèm thịt cho nên tôi để ba cục lại tôi ăn thôi chứ làm gì phải cho tôi ăn chứ tôi mới có sức tôi làm chứ thì lúc này nó chửi cô quá trời luôn nó nói mày đem lên đây mày đem lên đây thì lúc đó cô cũng phải đành bưng lên đem ba cục đó lên lúc này ha bà sẩm cũng chạy qua xong rồi khi mà nó thấy ba cục thịt thỏ nó mới để nó mới thả xuống đất để rớt xuống đất ha nó lấy cái đồ dép của nó đó các bạn nó nó đè bẹp ba cục thịt thỏ vậy nè cho nó dẹp lép dưới đất vậy đó xong rồi nó bắt cô á, quỳ gói xuống liếm giống như chó cho tao mày ăn ba mày nói mày nói mày thèm thịt đúng không rồi mày quỳ xuống mày ăn đi mày ăn đi mày không ăn á là tao đánh mày chết tao giết mày luôn tao giết con mày luôn xong rồi cô phải ngồi cô phải quỳ xuống để mà đưa cái lưỡi liếm ba cái cục thịt đó bà sẩm muốn can mà đâu can được các bạn trời ơi bẻ bàn vô cùng các bạn ha thì sau đó nó còn đánh cô thêm một trận nữa nó kêu cô á để cái bàn tay bàn tay nào mày ăn cắp đâu mày ăn cắp thịt của tao đâu mày để lên bàn đi bắt đầu hả vừa để lên là nó lấy cây nó đập thẳng vô tay của cô khiến cho tay của cô bị giật chảy máu trời ơi, cô đau đớn vô cùng các bạn thì cuộc sống địa ngục cứ thế trôi qua trôi qua cứ lâu lâu nhiều khi một hai tuần á ông nào trong làng mà nhìn cô vừa mắt là nó kêu cô qua ngủ với ông đó để mà nó lấy tiền rồi ai mà mướn cái gì ha nó kêu cô đi làm để mà nó lấy tiền sau đó là cái ông ba của nó mất khi mà ba của nó mất rồi thì cô cũng đỡ được người phải phục vụ vẫn phải phục vụ cái thằng a lý này thì về cái bà sẩm á, thì bà này á, là có cái nghề nấu rượu các bạn thí dụ như bà nấu xong một mẻ rượu á thì bà sẽ đẩy cái xe để mà qua những cái làng khác để mà bán cho người ta thì bình thường khi mà bà đi á bà sẽ dắt con bé thánh theo nhưng mà có một lần đó lúc đó là bé thánh nó cũng 16, 17 tuổi rồi thì hôm đó con bé thánh nó bị bệnh cho nên nó không có đi được thành ra bà sẩm mới đẩy xe đi một mình để nó nằm ở nhà thì khi mà bỏ nó ở nhà thì cô lại á là đi làm mướn rồi cho nên ở nhà thằng A Lý đã qua và đã cưỡng hiếp bé Thắm. Thì sau cái lần cưỡng hiếp đó bé Thắm nó đã mang thai. Cái lúc mà nó mang thai trời ơi. Cô biết cô chửi thằng A Lý thì khi chửi nó đánh cô. Cô chửi câu nào nó đánh cô câu đó nó đánh đập rất là dã man. Bây giờ con của mình đã mang thai thì đành vậy chứ làm sao. Cho nên nó là cô lại tiếp tục phục vụ thằng A Lý này. Xong rồi bé Thắm cái bụng càng lúc càng to cho tới khi mà 7 tháng á thì hôm đó bé thắm nó khóc nó năn nỉ bà sẩm nó nói bà ơi bà bà cứu mẹ con con đi bà cứu đi chứ bây giờ mẹ con 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 thấy mẹ con sống vậy con chịu không nổi bởi bà, bà cứu đi thì bà sẩm lúc này mới nói rằng đó là uh, giống như là bé thắm nó cũng đã biết tiếng rồi nha các bạn bà nói với nó rằng đó là thôi con cố gắng đi sắp tới bà có tiền nè bây giờ á, bà để dành lúc đó bà mới lấy ra mấy cái cục tiền mà bà xe lại thành cái dòng cục một cục vậy đó các bạn bà mới nói bây giờ bà chuẩn bị bà đi bán thêm mẻ rượu nữa là về có thêm một khoản nữa bà để dành bấy lâu nay để cho hai mẹ con con trốn về việt nam bây giờ bà chuẩn bị đi rồi con lấy cái tiền này á con giấu vô trong cái vớ chân của con á là tháo đôi vớ ra mang vô rồi mang đôi vớ vô giấu tiền trong vớ nha các bạn con giấu vô dưới chân con đi đợi khi nào mà mẹ con về á con lén đưa mẹ con để mẹ con cất rồi bà đi bán rượu kỳ này về á bà sẽ cho thêm nữa thì lúc đó đó thằng Á lý nó qua mà hai bà cháu không hay hai bà cháu không biết các bạn xong rồi khi mà bà sẵn đi á nó mới nhào vô nó mới chửi bé thánh nó mới kêu rằng á mày đưa tiền cho tao Mày đưa đây, đưa tiền đây Nó mới chống cự, nó không cho Thì thằng A Lý này mới giật con bé xuống Cái lúc đó là cái bụng nó to 7 tháng rồi các bạn Nó mới giật con bé xuống Thì con bé nằm xuống vậy đó Nó mới kéo cái chân con bé ra Nó mới nắm từ giới nó kéo ra để mà nó lấy tiền Thì trong cái lúc mà dằn co như thế á, Thì con bé Thánh nó đã đạp vô mặt thằng A Lý này Thì thằng này nó mới té ra thì khi mà nó té ra nó mới tức quá đi Cho nên nó đã chạy nó lấy con dao Và nó đâm bé thắm các bạn Nó đâm vô bụng tới tấp luôn Thì lúc đó là buổi trưa nha Thì bên kia là cô đi làm ruộng mướn á Thì lúc đó trưa cô nghỉ trưa Cô lại kể rằng á Khi mà cô đang nằm cô đang liêm diêm vậy đó Tự nhiên cô mới nghe tiếng bé thắm Nó kêu rằng Mẹ ơi mẹ Mẹ về cứu cháu mẹ đi Mẹ về cứu cháu ngoại mẹ đi Mẹ ơi lẹ đi không kịp Thì khi mà cô nghe cái giọng của bé Thánh nó kêu vậy Cô mới giật mình Cô nhìn cũng cô thấy ai hết Thì cô nghĩ rằng chắc là mình mệt quá Cho nên nó là mình Nghe bậy nghe bạ Mình mơ mình mớ thôi Xong rồi cô lại tiếp tục mệt quá mà Cô mới nằm xuống cô tính rằng cô sẽ nghỉ thêm chút nữa rồi làm tiếp Thì trong cái lúc cô vừa nằm xuống thôi Thì tự nhiên cô lại tiếp tục cô nghe rằng đó là Mẹ ơi mẹ con chết rồi mẹ ơi Mẹ ơi mẹ về đi con chết rồi Thì lúc này cô lại bàn hoàng cô mở mắt ra Khi mà cô mở mắt ra thì lúc đó cô đang nằm kế bên một cái cây nha Các bạn cô mới nhìn thì cô thấy rõ ràng năm cái dấu tay máu á mà giống như ai mà đứng dịnh lên cây vậy nè Thì năm cái dấu tay máu nó dính trên cây Cô mới hết hồn Ủa sao tự nhiên có dấu tay Mở mắt ra là thấy Thì cô mới ngồi bật dậy cô nghĩ rằng ở nhà có chuyện cho nên cô mới chạy về thì khi mà cô chạy về cô tại vì bé thánh nó ở nhà của bà a sảnh thành ra cô mới chạy qua bên nhà của bà sảnh thì cô thấy ở trong nhà tan quang tùm lum hết cô mới chạy ra phía sau thì cô thấy bé thánh nó nằm ở sân sau á mà máu me tùm lum tùm la hết các bạn cái bụng của nó bị đâm á các bạn là đến nỗi đứa nhỏ nha nó rớt cái đôi tay, đôi chân ra ngoài còn cái đầu thì vẫn nằm trong bụng Thì lúc đó cô mới chạy lại Thì bé Thánh chết rồi Cô mới lôi đứa nhỏ ra Đứa nhỏ tím tái Thì khi mà cô lôi được đứa nhỏ ra rồi ha Thì đứa nhỏ nó hước lên cái Nó chết luôn Trời ơi cô đau khổ Cô khóc quá trời khóc luôn Mấy năm nay á cô sống là vì con Con của cô ở đây Cho nên cô mới cố gắng cô chịu đựng Cái cảnh địa ngục đó Mà bây giờ con cô chết rồi Là cô biết thằng A Lý giết chúng ai giết cho nên bây giờ con cô chết rồi cô sống làm chi nữa thành ra cô mới lấy một cái sợi dây á các bạn cô mới đi ra ở phía sau nhà của nhà bà sẵn với nhà a lý là cây cói tùm lum hết thì cô đã treo cổ nhưng mà cô treo hai lần á thì cái cành cây nó gãy ha cô rớt xuống tới cái lần thứ ba cô lựa một cái cành cây chắc chắn hơn để mà treo cổ thêm lần nữa đó thì kỳ này cái cọng dây nó lại đứt mà trong khi cái cọng dây nó rất là chắc mà không hiểu sao nó lại đứt Thì khi mà cô vừa rớt xuống cô té xuống ha Cô tưởng rằng là mình chết ai về chưa chết Thì lúc đó thằng A Lý nó qua Nó qua nó thấy cô treo cổ tự vẫn vậy đó Nó lại tiếp tục nó lấy cây để mà nó đánh cô nữa Nó đánh cô quá trời luôn Nó nói mày sao mày muốn chết hả Mày chết thì ai làm gì nuôi tao Ai làm kiếm tiền nuôi tao mày không được chết nha không mày không được chết nha không mày muốn chết hả tao đánh nè tao đánh nè tao đánh nè bắt đầu nó đánh cô quá trời xong rồi nó lấy cái uh, nó lấy cái con dao các bạn nó chặt cái chân của cô mà các bạn tưởng tượng nó chặt một cái đứt luôn nửa bàn chân của cô luôn đứt luôn đứt lìa luôn ha thì lúc đó hả máu me tùm lum cô thét quá trời thét thì nó nói rằng mày băng bó đi rồi mày chôn cất con nhỏ đi rồi về nấu cơm cho tao ăn cái nó bỏ đi nó bỏ đi thì cô do là mất máu cho nên nó là cô xỉu các bạn cho tới khi cô tỉnh á, là đã 8 giờ tối thì khi mà cô tỉnh là máu me quá trời xong hả cô mới ráng cô ráng cô mới bò vô nhà của bà sẩm cô kiếm đồ cô băng cái chân cô lại kiếm giải để băng cái chân cô lại xong rồi lại hả là ráng lết ra lấy cây cuốc á, để mà chôn cất con và cháu của mình thì lúc đó là cô ôm cái mộ Cô nằm đó cô khóc luôn ha Xong rồi về bên bà Sẩm Thì bình thường á, do là đi từ cái làng này Qua cái làng khác rất là xa Cho nên cứ mỗi lần mà đi bán rượu á, Là tầm khoảng chừng 2-3 ngày Có khi 3-4 ngày bà Sẩm mới về Thì cái ngày hôm đó Bà Sẩm qua một cái làng khác Bà Sẩm ngủ nhờ nhà của người quen á thì cái đêm đó đang ngủ là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy 1 giờ Bà Sẩm mới giật mình là do mắc tiểu Cho nên bà mới đi ra ngoài để mà đi tiểu các bạn Thì khi mà đang tiểu xong đứng dậy Lúc đó tự nhiên trăng thì rất là sáng Cho nên bà Sẩm mới thấy một cái dáng người rất là quen thuộc Mà cái người này đang lướt gần lại phía mình mà lướt rất là nhanh Thì bà Sẩm mới đứng giờ do cũng lớn tuổi rồi cứ ráng đứng dòm trong con mắt lên để mà nhìn xem là ai thì khi mà nhìn kỹ hơn thì thấy là bé thắm mà trên tay của nó nó ẩm một em bé nữa thì lúc này bà sẩm mới hết hồn là ủa sao mới 7 tháng mà nó đã đẻ rồi cho nên bà sẩm mới nói rằng ủa con sao mới 7 tháng mà con đẻ rồi con đẻ rồi sao con đẻ rồi sao thì lúc này nó lướt lại mặt mày nó đau khổ máu me không mình mẩy bụng của nó bà sẩm hả là thấy là bụng nó máu không luôn các bạn thì lúc này á bà sẩm mới đứng hình nó trơn nhìn nó thì nó nói bà ơi con chết rồi xong rồi nó biến mất tiêu xong rồi cái bà sẩm mới sực tỉnh giờ đã không thấy nữa mà trong khi bà sẩm bà sẵn là đi tiểu chứ không hề ngủ mà nói là nằm mơ có nghĩa là bà thấy thật sự như vậy bà vô bà mới nằm chằn chọc suy nghĩ hoài cho tới 4 giờ sáng bà mới thấy không không ổn rồi ruột rang nóng quá trời nóng cho nên bà quyết định là về chứ không đi nữa thì khi mà bà đẩy xe về tới nhà lúc đó là cũng đã trưa rồi nha các bạn khi mà vô thấy nhà tùm lum tan quang hết xong đi ra phía sau máu me tùm lum ngoài sân hết rồi đi dần ra tút phía sau nữa thì thấy rằng là cô lệ đang ôm cái nắm mồ của người con của mình đang nằm đó mà chân cô là máu nó chảy ra ướt cái tấm vải mà cô quấn cái chân thì lúc đó bà sẩm mới chạy là hỏi sao vậy thì cô mới nói rằng đó là bà ơi thằng an lý nó giết thấm rồi nó giết thấm với lại hả là con bé thấm rồi bà ơi nó giết rồi bà ơi thì lúc đó ha bà sẩm mới nói trời ơi Hồi tối hôm qua đó là A Sẩm Ngộ thấy vậy đó là bà Sẩm mới kể lại cho cô nghe là cái chuyện tối hôm qua Trong cái lúc mà bà Sẩm đi tiểu đã thấy làm sao làm sao Thì bà Sẩm kể lại cô khóc quá giờ khóc Bà ơi con khổ quá Bây giờ á con tự vẫn mà con không tự vẫn được Con tự vẫn ba lần mà lần nào cũng không được Bây giờ nó chặt chân con, nó chặt nửa bàn chân con rồi bà ơi con phải làm sao bây giờ á bà con của con là cái nguồn sống duy nhất của con nhìn nó mà con cố gắng con chịu đựng để mà con ở đây mà bây giờ nó chết rồi con phải làm sao hả bà ơi con muốn chết mà chết không được thì bà sẩm mới nói rằng nó thôi bây giờ con cố gắng đi bà hứa với con bà sẽ đi báo cảnh sát tại vì nó giết người mà bà sẽ đi báo cảnh sát để mà người ta bắt nó vô tù rồi lúc đó con về việt nam thì lúc này bà vừa nói dứt câu xong thằng A Lý nó xuất hiện nó nói bà nói làm sao? Bà báo cảnh sát hả? Bắt đầu nó nhào vô. Nó đánh bà các bạn. Mẹ của nó, mẹ ruột nha, mà nó nhào vô nó đánh bà quá trời. Xong rồi nó loi bà ra phía sau có một cái giếng giếng mà giếng khô không có sử dụng, không có nước nhiều. Thì nó loi bà ra làm sao? Nó bỏ bà xuống giếng luôn. Thì khi mà nó bỏ bà xuống giếng cái đầu bà đập vô trong thành giếng, bà cũng bị thương. Rồi máu me chảy tùm lum tùm la hết. Thì lúc đó bà mới là, bà mới chửi, mày ác quá vậy, tao là mẹ mày, tao là mẹ sanh thành ra mày, mà mày đánh tao, rồi mày bỏ tao xuống dưới, vậy mày muốn giết tao hả là A Lý, mày muốn giết tao hả? Thì nó cười, nó nói rằng bà chết đi, bà mẹ tôi mà bà muốn báo công an, muốn báo cảnh sát để mà bắt tôi sao, vì người ngoài mà bà muốn báo cảnh sát để bắt tôi sao, bà chết đi thì lúc đó các bạn biết nó ác đến nỗi nha mà nó chạy vô nó lấy một cái cây kìa các bạn để mà nó chọt xuống nó chọt thì bà sẫm mới né mới né 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 nhưng mà né là né chứ cũng trúng các bạn trúng mặt mày bà lủng hết trơn thì bà này mới khóc mới năn nỉ lúc đó cô cũng khóc năn nỉ nói rằng á là thôi thôi đừng có làm vậy cô nói á đừng có làm vậy Đừng có làm vậy Hứa là sẽ không báo cảnh sát đâu Không báo cảnh sát đâu Đừng có giết bà Sẩm mà Đừng có giết bà Sẩm mà cô cứ gào cô gian sinh Còn bà Sẩm ở dưới giếng ha Lúc đó thì nói mày giết tao đi Mày giết tao đi Lúc đó thì nói rằng A Lý ơi cứu mẹ lên Cứu mẹ lên Mẹ hứa với con á là mẹ không báo cảnh sát đâu Cứu mẹ lên đi mà A Lý Nhưng mà nó không nghe Nó xô nó đẩy cô qua một bên Rồi nó cứ chọt xuống hoài Thì bà Sẩm bị trúng trúng mà các bạn trúng vô trong người mất máu rồi té xỉu rồi cái nó ngồi đó nốt nó thuốc nó hút thuốc xong cái một hồi sau bà sảnh tỉnh á bà mới năn nỉ nó bà kêu rằng á là a lý ơi cứu mẹ cứu mẹ lên đi con cứu mẹ lên đi mẹ không báo cảnh sát nữa đâu mẹ không báo cảnh sát nữa đâu mà nó không nghe nó đứng dậy nó vừa hút thuốc mà nó vừa nhìn xuống vậy nè mà nó nói tiếng nào hết nha cái nó ngồi xuống nốt thuốc tiếp nó đợi một hồi sau lúc đó là bà sẵn chết rồi các bạn thì nó đứng lên nó thấy bà chết rồi lúc này cô đau khổ coi như là tuyệt vọng không làm được gì tại vì cái thằng này cô nói nó bự con vô cùng mà người cô thì nhỏ con đâu làm lợi nó đâu mà chân cẳng thì đang bị thương đau khổ như vậy thì khi mà bà a sẩm mất á thì nó đã về bên nhà của nó nó lấy một cái thùng gỗ cái thùng gỗ mà hồi xưa bên Trung Quốc mà người ta đựng quần áo á các bạn ta to to á thì nó đem cái thùng gỗ này xong rồi nó đã xuống giếng để mà rinh bà sẫm lên cột dây để lôi bà lên rồi bắt đầu nó mới bỏ bà sẫm vô trong cái thùng đó rồi nó mới chôn các bà kế bên cái nấm mộ của bé thắm xong rồi nó mới lôi cô lệ lôi về bên nhà rồi hả nó kêu cô lệ là mày nấu cơm cho tao ăn từ qua giờ tao ăn tầm bậy tầm bạ không mày nấu cơm cho tao ăn đi xong rồi cô phải cố gắng tiếp tục phục vụ nó nữa các bạn nó nói rằng mày bỏ cái định hả là trốn về việt nam đi ở đây xa dữ lắm mày ơi mày không có biết đường đi đâu mày bỏ ý định nó đi tao bỏ tiền mua mày về thì mày phải phục vụ cho tao thì bắt đầu cô lại tiếp tục chịu đựng nữa coi như là buông xuôi luôn rồi các bạn thì cô kể rằng á từ sau khi mà bà sảnh và bé thấm bé thấm mất đi ha bé thấm á cứ tới cái lúc mà trăng tròn đó các bạn thì ở người trong làng ở trong làng đó là cứ xa xa mới có một cái nhà nhưng mà bé thấm đi từ nhà này tới nhà khác để mà nhét người ta nhất là những cái đêm trăng tròn nhà nào mà giàu có mà có ăn thịt á thì nó sẽ đứng ở ngoài á, buổi tối khi mà ăn cơm á, nó đứng ở ngoài nó kêu rằng con thèm thịt lắm cho con ăn đi con thèm thịt lắm cho con ăn đi người ta chạy ra thấy nó ảnh đứa nhỏ bụng đồ máu me quần áo ướt nhẹp máu me người ta sợ dữ lắm các bạn còn về bà sẩm á bảo nhét ai hết nhưng mà bà chỉ nhét duy nhất cái thằng a lý khiến cho cái thằng a lý này nó sợ hãi lắm lúc nào nó cũng đeo sát cô luôn Tại vì thí dụ như nó ở chung với cô á thì không có bị bả nhét. Còn nếu nó ở một mình á là nó sẽ thấy bà sẩm về đòi giết nó, tại nó đòi nó giết mẹ vậy đó. Cho nên hả là giống như nó bị ám ảnh tâm lý á các bạn cho nên cái thời gian đó đó là nó cứ theo sát cô. Thì cô kể tầm khoảng chừng hơn 2 tháng sau nữa ha. Cái đêm đó đó tự nhiên cô ngủ, cô nằm mơ. Trong cái giấc mơ á cô thấy con 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 gái của cô bé thắm đó, nó về nó nói mẹ ơi mẹ phải cố gắng nha mẹ cố gắng nha hả mẹ phải ráng để mà về việt nam con là con không về được nữa rồi mẹ cố gắng đi ông bà ngoại đang đợi mẹ đó mọi người đang đợi mẹ về đó hôm trước á mẹ thắt cổ tự vẫn là con con làm cho cái cọng dây đó đứt con làm cho cây gãy á tại vì con không muốn mẹ chết đâu một mình con bỏ xác nơi đây được rồi mẹ phải cố gắng lên để mà đi về việt nam nha mẹ thì cô nằm mơ thấy vậy xong rồi thêm mấy ngày sau nữa tự nhiên cô nằm mơ thấy bà sẫm với lại bé thấm luôn mà cô nói rằng nha thấy bà sẫm ngồi trong cái thùng á các bạn mà mặt mày của bà chày chụa máu me không bé thấm thì ôm đứa nhỏ đứng hai người đứng kế nhau nói với cô rằng là ngày mai tìm bắt cho bằng được một con thỏ bà thầm bà sẵn nói vậy đó cô tìm bắt cho được một cái con thỏ xong rồi chiều về á là hả làm đồ ăn cho cái thằng a lý nó nhậu rồi tối 10 giờ á là bà sẵn với bé, bé thắm sẽ dẫn cô để mà chạy trốn về việt nam thì qua hôm sau cái thằng a lý này nó theo sát cô luôn các bạn cô đi làm á nó cũng đi theo cô đi làm chứ nó không dám ở nhà nữa chứ hồi trước đây là nó ở nhà không à nhưng mà sau này khi mà nó giết mẹ nó rồi á là nó bị ám ảnh á rồi nó cứ thấy bả hoài nó cứ thấy bả ngồi trong cái thùng gỗ đó các bạn về nhét nó hoài cho nên nó cứ theo sát cô cho nên á là khi cô đi làm cô để ý rồi cô cũng cố gắng để mà kiếm cho bằng được một con thỏ cuối cùng cũng bắt được một con thỏ thì tối hôm đó đó Lúc mà 6 giờ mấy cô làm thịt thỏ cho nó ăn Rồi cũng cố ý Rót nhiều rượu để mà cho nó uống Thì đêm đó hả Tự nhiên nó sai xưa bình thường á Là nó uống cỡ nào nó cũng không có sai nhiều Mà hả Khi nó ngủ là nó phải nắm cái tay của cô Có sợ cô trốn Các bạn đóng cửa kỹ lắm Nhưng mà hôm đó ha là nó uống Xong rồi cái nó mê man luôn Thì tới tầm khoảng 10 giờ Cô mới nghe tiếng bà sẩm kêu thì cô mới chạy ra thì cô thấy hả là cái cửa đã được mở rồi trong khi bình thường là nó khóa nó nhốt cô mà thì bây giờ cái cửa đã được mở rồi đi ra thì thấy bà sẩm và bé thắm ở xa xa ngoắt ngoắt cô kêu đi theo thì cô cứ chạy cứ chạy nha mà cô nói rằng nha cô phải chạy từ ngay chỗ đó cho tới cái bến xe mà có xe về việt nam bà sẩm bả Điên trước á các bạn các bạn tưởng tượng một người chạy phía sau và hai hồn ma phía trước lúc ẩn lúc hiện là cô cứ đi theo cứ đi theo bà sẩm với bé thánh dẫn đi đâu là cô chạy theo đó mà chạy tới 3 tiếng đồng hồ mới ra tới ngoài bến xe xong sau đó bà sẩm ngừng lại mới nói với cô rằng là kiếm cái xe màu đỏ mới có tài xế người việt nam thì lúc này cô chạy vô bến xe vậy đó cô thấy có chiếc xe màu đỏ cô chạy lên thì cái ông tài xế đúng thiệt là người việt nam các bạn xong rồi cô mới năn nỉ ổng á là chú ơi chú chú làm ơn chở tôi về việt nam tôi bị bán qua đây vậy đó tôi trốn khó khăn dữ lắm tôi chạy mấy tiếng đồng hồ rồi tôi mới hả là ra tới đây chú ơi chú làm ơn giúp thì cái ông này do là đồng hương mà các bạn cho nên ổng thấy tội ổng chịu luôn mặc dù cô đâu có tiền đâu mà trả cho ổng thì lúc đó khi mà xe chạy rồi á cô có quay cô nhìn lại thì cô thấy bé thắm nó đang đứng ngoắc 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 tay vậy nè giống như nó chào tạm biệt cô vậy đó các bạn thì lúc này xe chạy về chạy về tới việt nam là 3 ngày khi mà về tới biên giới mà cô nói trong suốt khoảng thời gian từ ở ngay chỗ bến xe đó về tới đồng tháp ha là mấy ngày trời hơn cả tuần lễ đó là cô đi nhờ xe người ta không năn nỉ mà người cô hả là rách rưới hôi hám rồi đâu có tiền đâu ăn mấy người tài xế thấy cô tội nghiệp quá cho nên cho cô đi nhờ thôi chứ đâu có cho cô ăn uống đâu cho nên khi mà xe dừng nghỉ thì cô xin ăn người ta rồi là cô xin nước cô uống hoặc là cô uống nước ngoài sông ngoài ao được vậy đó là cứ hả ráng ráng như vậy cho tới khi mà về tới nhà là thân tàn ma dại ba mẹ cô nhìn thấy cô hả khóc quá trời khóc luôn chân cẳng thì tật nguyện bị chặt mà các bạn bị cả hả tật nguyền vậy thân tàn ma dại người của cô ốm xác sơ luôn thì lúc này về tới nhà hả cô giống như là về tới thiên đường vậy đó rồi từ từ cô mới kể lại cái chuyện của cô cho gia đình nghe gia đình ai nấy đều xót thương cả còn về người chồng của cô người chồng trước á, khi mà nghe cô về á, lúc đó là hai ba bữa sau thì chú này cũng có ghé qua chú nhìn cô chú nói lại ơi Lệ ơi, chồng của em nơi xứ người tốt như thế nào mà để cho em thân tàn ma dạ với em? Rồi, chú này rời đi. Cô nghe cái câu đó cô đau xót vô cùng giống như ngàn vết kim đâm vô trong lòng cô vậy đó. Trời ơi, xong rồi ha. Từ từ cô suy nghĩ rồi cuối cùng cô đi tu luôn các bạn. Cô đi tu cho tới năm sáu mấy tuổi thì cô qua đời do bị bệnh thì đây là cái câu chuyện mà cô lệ đã kể lại cho chị nghe và cô hả nói chị là gửi về cho kênh chúng ta để mà thi kể cho mọi người cùng nghe để cảnh báo những cái bạn nữ mà mơ ước về một cái vùng trời mới những cái vùng trời cứ tưởng rằng hạnh phúc sung sướng giàu có nhưng mà cuối cùng là địa ngục các bạn thì đây là cái câu chuyện của một sư cô đã trải qua sau đó là cô đã đi tu luôn không về nhà luôn các bạn gia đình của cô thí dụ có nhớ thì lên chùa thăm chứ cô không về nhà sau này thì cô chia sẻ lại cho người này người kia nghe để mà thí dụ như uh, kể kể nhau nghe vậy đó để cảnh báo nha các bạn thì đây là chuyện của ngày hôm nay thi đã kể xong rồi các bạn khi mà nghe chuyện này thì các bạn thấy sao trời ơi mình cảm thấy cái cuộc sống của cô nhiều khi mình thấy mình khổ mình có tiền nhưng mà dù sao mình cũng ở quê hương của mình mình không có qua nơi cái xứ khác các bạn thấy không chợ nhiều khi muốn trốn mà cũng biết đường đâu mà trốn rồi hả nó bắt nó ép mình như vậy giống như là địa ngục vậy đó rồi cuối cùng cũng về được thì âu đó cũng là nghiệp của cô các bạn thấy không bà hoa nói gì á cô đều tin là nghiệp dẫn đó các bạn nghiệp của cô dẫn cô đi rồi cô phải trả cái nghiệp đó rồi cuối cùng cũng trả xong Trời ơi nghe chuyện này Thi đọc chuyện này Thi bức xúc cái thằng A Lý vô cùng Nó ác gì mà nó ác dữ vậy các bạn Nếu mà hả bây giờ Chả còn sống thì chắc là chả cũng đã lớn tuổi Cũng đã 70, 80 tuổi Hay 90 tuổi về rồi các bạn ha Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi Thi đã kể xong bốn câu chuyện của chị đã gửi về cho kênh chúng ta rồi Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1372 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Các bạn suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét Thi sẽ đọc hết các bạn ha thì thay cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm Rồi ngủ ngon các bạn nha Xin chào